ba tính tiền 3 giờ đầu 150, tùy mình hiểu, tùy mình hiểu, hiểu sao nó cũng đúng hết. Cho nên chỗ này chúng ta đừng có quan trọng là 3 giờ là 150 hay mỗi giờ là 150, bởi vì nếu như 3 giờ 150 thì 450, nếu mà 3 giờ 150 thì tính 150 thôi, tùy mình hiểu, không cần phải 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 thế nào chỗ này cả. Cái tiếp theo, bắt đầu giờ thứ tư giảm 30%, như vậy giờ thứ năm bao nhiêu, giờ thứ năm bao nhiêu các bạn, vẫn giảm 30%, người ta không nói gì thêm hết. Rồi một điều kiện nữa, quán chỉ hoạt động từ 12 đến 23 giờ. Như vậy mình xem thử giờ vào và giờ ra. Tức là mình hát karaoke thì mình phải bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc mấy giờ. Như vậy mình có một cái biến để lưu giờ vào và giờ ra. Thì mình có được tổng số giờ. Vào 3 giờ ra 4 giờ là hết tiếng. Mình tính vậy đi cho nó dễ. Rồi, nếu như mà vào 11 giờ thì báo là quán chưa mở cửa. Nếu mà vào 20 giờ mà ra 24 giờ là không đúng, bởi vì 23 giờ đóng cửa rồi. Cho nên cái số mà ra nó phải 23 giờ thôi. Chứ còn 24 giờ là cái giờ ra bị sai rồi. Như vậy mình phải kiểm tra cái phần đó luôn. Được không? Và tiếp tục, nếu bắt đầu từ 14 đến 17 giờ, người ta nói là bắt đầu thôi, tức là giờ vào từ 14 đến 17 giờ thì giảm tiếp 10%. Vậy 1 giờ có giảm 10% không? Hát một tiếng cũng giảm 10%. Nói chung là lấy tổng tiền giảm 10%. Như vậy bài này rất nhiều điều kiện, rất nhiều, và chúng ta sẽ phân ra chúng ta quản lý điều kiện nào chúng ta làm trước thì chúng ta làm, và chúng ta làm từ từ, từng phần một, được chưa? Đừng có rối, đừng có làm tất cả mọi thứ vô chung với nhau, nó sẽ rối. Bây giờ chúng ta làm trước tiên là kiểm tra giờ. Bắt đầu từ 12 đến 23. Được không? Bắt đầu từ 12 đến 23. Vậy thì bây giờ chỗ này của chúng ta là chức năng. Chức năng 3. In giờ vào phẩy giờ ra chấm phẩy. Bây giờ nhập cũng được, hoặc là chúng ta gán cũng được. Bởi vì cái việc nhập của chúng ta là khá là đơn giản rồi, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ print nhập giờ vào phẩy ra 2 giờ cùng lúc cho nó nhanh. Phần trăm D, phẩy và giờ vào phẩy và giờ ra chấm phẩy. Như vậy mình đã có giờ vào giờ ra. Nếu chỗ này, nếu như mà giờ ra mà nhỏ hơn bằng giờ vào thì làm gì? Thì nhập lại, đúng không? Giờ ra mà nhỏ hơn giờ vào nhập lại. Vậy thì mình muốn vòng vòng cái chỗ này thì mình làm sao? Muốn vòng cái chỗ nhập này cho đúng rồi đã ra thì làm sao? Giờ vào giờ ra, nếu mà giờ ra mà nhỏ hơn bằng giờ vào là vô lý rồi.
thì bắt nhập lại. Vậy mình lập cái gì? Mình lập cái thằng nhập. Vậy nhập trước rồi kiểm tra hay là kiểm tra trước rồi nhập? Ok. Vậy mình dùng do while hay là while do? Do while. Do là nhập trước rồi mới kiểm tra. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ nhập rồi kiểm tra. Vậy thì mình không kiện dùng if nữa mà mình dùng while. Giờ ra nhỏ hơn bằng giờ vào thì quay lại nhập lại. Kiểm tra thử chỗ này đi cái đã ha. Mình cứ kiểm tra đi, mình làm đi, đúng sai không quan tâm các bạn. Đúng sai không quan tâm. Các bạn cứ làm đi. Giờ vào 2 chấm phần trăm D xiệt T. Giờ ra 2 chấm phần trăm D phẩy giờ vào phẩy giờ ra. Các bạn cứ viết được cho thầy cái đã. Còn đúng sai từ từ tính. Chứ đừng có bao giờ kêu em viết em sợ sai. Ủa rồi bao giờ mới đúng? Viết đi. Sai sửa. Được không? Rồi bây giờ mình gọi chức năng 3. Nhập vào nhập ra. Gọi chức năng 3. Nhập giờ vào và 1 giờ ra 5 giờ. Giờ vào 1, giờ ra 5. Ok. Rồi nó hỏi tiếp tục không. Bây giờ chỗ này mình chọn chức năng 3. Giờ vào giờ ra. Vào 4 giờ, ra 1 giờ. Sai. Quay trở lại, hỏi tiếp. Đúng không? Mình nhập sai nè. Thì hỏi giờ vào nhiêu, giờ ra nhiêu. Chưa xong, nhập sai rồi. 6, sai tiếp. Rồi, 6, cách 7, ok. Được chưa nè? Rồi, ở chỗ này, như vậy thì trước tiên mình đã kiểm tra được giờ vào và giờ ra. Bây giờ mình muốn kiểm tra gì nữa? Mình muốn kiểm tra gì nữa? Nếu như bạn muốn kiểm tra thời gian bắt đầu từ 12 giờ, vậy nếu như mà giờ vào nhỏ hơn 12 giờ cũng nhập lại luôn. Được chưa? Như vậy thì chỗ này hoặc giờ vào nhỏ hơn 12 giờ. Hả? Chỉ cần giờ vào nhỏ hơn 12 giờ là phải nhập lại rồi. Chỉ cần một điều kiện thôi. Cho dù là vào 1 giờ ra 10 giờ cũng phải nhập lại. Bởi vì vào 1 giờ ra 10 giờ thì điều kiện này đâu có đúng. Có sai đâu. Cũng phải nhập lại. Hoặc là giờ ra lớn hơn 23 giờ cũng phải nhập lại luôn. Rồi ok. Chạy. Chức năng 3. Bây giờ mình thử sai trước đi ha. Mình vào 13 giờ, ra 13 giờ. Nhập lại. Vào 13 giờ, ra 24 giờ. Sai không? Nhập lại. Vào 10 giờ, ra 15 giờ. Thì được 5 tiếng đúng không? Nhập lại. Ủa gì? Đã mở cửa đâu hết. Lúc này đi uống cà phê. 12 giờ người ta mới mở cửa, 10 giờ vô rồi vô đâu? Làm gì tính tiền được? Đúng không? Rồi, đúng nè. Vào 12 giờ. Ra 13 giờ. Đúng. Vào 12 ra 13. Bắt đầu bây giờ mới đi tính tiền nè. Được không? Như vậy, chúng ta chia để trị các bạn nhé.
Cái này chúng ta gọi là chia để trị. Bài toán của chúng ta rất nhiều điều kiện, đúng không? Và chúng ta chia điều kiện là kiểm tra thời gian trước, còn tính tiền tí tính sau. Thời gian ổn chưa? Ổn rồi. 3 giờ đầu được tính 150, thì mỗi giờ 50. Còn nếu như mình hiểu 3 giờ đầu mỗi giờ 150, thì 3 giờ đầu là nhiêu? Ừ. Tại vì sao mình tính vậy? Tại vì nếu mà lỡ người ta hát có 2 giờ làm sao, thì mình lấy bao nhiêu mình nhân? Được chưa? Tùy mình hiểu nha. Tùy mình hiểu. Chỗ này hiểu sao cũng được hết, quan trọng là giải thích được. Được không? Đây, chỗ này chúng ta có tiền giờ bằng bằng nhiêu? Chỗ này rất là khó hiểu. Nếu như bạn muốn, ví dụ như người ta nói là 3 giờ đầu 150, anh hát 1 giờ cũng 150, 2 giờ cũng 150, 3 giờ cũng 150. Có quán cà phê nào tính có quán karaoke nào tính vậy không? Có không? Có luôn. Có luôn. Thôi kệ, mình cứ tính bình thường đi. Cứ tính giờ 150, nhưng mà ra thực tế, tại vì thầy đang nói là ra thực tế. Cái này khi mà các bạn đi xây dựng phần mềm, chúng ta gọi là requirement, tức là yêu cầu của khách hàng. Khách hàng yêu cầu vậy thì làm vậy, khách hàng yêu cầu khác thì làm khác, và theo khách hàng luôn luôn đúng, bởi vì người ta trả tiền cho mình mà. Rồi, ok. Như vậy thì ở chỗ này mình sẽ tính tiền giờ 50.000 một, hai, ba. 50.000 một giờ. 3 giờ đâu? 150 thì mỗi giờ 50. Rồi, ok. Và mình sẽ tính tiền. Tiền, tổng tiền á. Tổng tiền bằng 0, chưa hát giờ nào. Tổng tiền bằng 0. Vô đây mình đã có giờ vào, có giờ ra, thì mình sẽ có gì nữa? Có thời gian, tổng thời gian, thì mình sẽ có thời gian bằng giờ ra trừ giờ vào. Nếu như thời gian nhỏ hơn bằng 3, là 3 giờ đâu? Hoặc là nếu thời gian nhỏ hơn bằng 3, ok. Nếu thời gian nhỏ hơn bằng 3 thì tổng tiền sẽ bằng bằng gì? Thời gian nhân tiền giờ chấm phẩy, hết. Còn không, thời gian lớn hơn bằng 3, tức là từ 4 trở đi, thì nó sẽ làm sao? Tổng tiền nó sẽ bằng 3 giờ đầu, 3 giờ đầu nhân cho tiền giờ, cộng với, người ta nói là giờ thứ tư là giảm 30%, bắt đầu giờ thứ tư mới giảm. 3 giờ đầu vẫn 150, giờ thứ tư mới giảm 30%. Vậy giờ thứ tư đâu? Thời gian trừ 3 nhân tiền giờ, nhân chính xác 0.7, giảm 30%. 100% trừ 30% là còn 70%. 70% là 0.7.
Được không? Rồi, ok. Hết tiền giờ chưa? Còn gì nữa không? Điều kiện trong đề mình còn gì nữa? À, nếu thời gian vào từ 14 đến 17 giờ thì giảm tiếp 10% tổng thanh toán. Enter xuống dòng. Nếu giờ vào lớn hơn bằng 14 và hay là hoặc và hay hoặc giờ vào nhỏ hơn bằng 17 và hay hoặc nằm trong khoảng và nếu giờ vào lớn hơn bằng 14 và nhỏ hơn bằng 17 thì làm sao? Tổng tiền sao? Nhân bằng mấy? Giảm 10%. Còn mấy phần trăm? À, 90% là nhân 0.9. Tổng tiền nhân bằng 0.9, biết không? Tức là tổng tiền bằng tổng tiền nhân 0.9. Cái này học rồi. Được không? Rồi. Bây giờ mình sẽ thử nha. Sau khi mình kết thúc cái này thì mình sẽ in tổng tiền ra. Print giờ vào 2 chấm phần trăm D xiết T giờ ra 2 chấm phần trăm D xiết T thời gian 2 chấm phần trăm D xiết T tổng tiền 2 chấm phần trăm D xiết N phẩy giờ vào phẩy giờ ra phẩy thời gian phẩy tổng tiền. Được không? Cái lệnh này giải thích được không? Được nha. Giải thích giúp thầy nha, lúc chấm bài nha. Có thì có, chạy thì chạy, hiểu thì hiểu. Nhưng mà giải thích giúp thầy nha. Những bạn mà giỏi khỏi cần giải thích gì hết. Cứ lên hỏi vu vơ 10 điểm. Rồi những bạn mà chưa giỏi thì cố gắng giải thích giúp thầy. Được không? Ok. Tính tiền điện. Chức năng số 3. Bây giờ mình nhập cái 3 giờ trước. 3 giờ trăm rưỡi. Nhưng mà không phải từ 14. Tức là 12 giờ vào, 15 giờ ra. Có phải là 3 tiếng không? Trăm rưỡi, đúng không? Tổng tiền trăm rưỡi nè. Rồi bây giờ nhập lại. Có chức năng 3. Giờ vào là 14 giờ, giờ ra là 17 giờ. 3 tiếng. Nằm trong khung. Trăm rưỡi giảm 10%, giảm 15.000. 135.000. Phải không? Tính tiền như đi chợ. Đúng không? Như vậy là kiểm thử. Kiểm thử đấy các bạn. Và khi các bạn kiểm thử thì các bạn phải cho những con số làm sao mà mình dễ control nhất. Ví dụ bây giờ các bạn là cho giờ vào 14, giờ ra 23 cũng được. Nhưng mà phải bấm máy tính. Bạn phải kiểm tra thử là giờ ra nhiêu. Còn bây giờ bạn cho giờ vào là 14, giờ ra là 17 thì nó là 4 tiếng. Nó 3 tiếng, 3 tiếng giảm 10%. Rồi bây giờ mình mới kiểm tra tiếp là cái thằng giảm 30% nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp cái giảm 30%. Giờ vào là 12 giờ. Giờ ra là 14 giờ. À 10 16 giờ, 4 tiếng không? Nhiêu tiền? 3 tiếng đầu trăm rưỡi. Tiếng sau giảm 30 ngàn của 50 ngàn. 5735 là 3.500 nữa, 35.000 nữa, trăm rưỡi 35, 185, đúng chưa?
Tính nhẩm như bài bán cá luôn, thầy ghê thiệt. Không, có hay đi chợ không? Đấy, có hay đi chợ không? Đó, đi chợ bài bán cá mà tính vậy đó, tính như thầy vậy đó. Như vậy khi mà các bạn code bài tính tiền điện về nhà các bạn coi lại bài của thầy, các bạn sẽ thấy rằng là gì? À, thầy code từ dòng 146 đến dòng 162 gõ à, là chạy. Ok, tuyệt vời. Không hiểu gì hết. Đừng code vậy, nói nhắc lại, đừng bao giờ code như vậy. Phải code nhập giờ vào, nhập giờ ra đúng hay sai, giờ vào cái nhỏ hơn giờ ra không. Nếu mà nhỏ hơn thì ok, mà không nhỏ hơn nhập lại hết. Làm vậy cái đã, để mình control được cái code của mình. Ô, tại sao phải dùng do while? Được chưa? Tiếp tục, giờ vào nhỏ hơn 12, lớn hơn 23, thử cái đã. Đừng có tính tiền gì đây hết. Chia để trị, chia để trị. Mình control từng cái điều kiện, từng điều kiện một. Và khi mà các bạn control được như vậy rồi đó, thì các bạn có cảm giác, ừ, có vẻ như mình hiểu bài thì phải. Có vẻ như cái đề này nó cũng dễ. Thì các bạn cứ làm như thầy nói đi. Từ từ code, sai, sửa. Đừng bao giờ nghĩ em code em sợ sai. No. Code thì sai bình thường, quan trọng là biết sửa. Chứ code mà không sai nguy hiểm lắm. Nó có một cái là ảo tưởng không có lỗi xuất hiện. Đó là kiểm thử. Luôn luôn kèm kiểm thử cho các bạn. Không, các bạn sẽ có một cái ảo tưởng rằng là mình cực kỳ giỏi, không bao giờ có lỗi xuất hiện. Mà sáng giờ thầy code có bao nhiêu lỗi? Cực kỳ nhiều lỗi. Được chưa? Cực kỳ nhiều lỗi. Yên. Hả? Tối lại sửa tiếp à? Được chưa? Chức năng 3 nha. Chức năng 3 chúng ta đã xong. Trong cái assignment chức năng mình có chức năng mấy? 579 ha. 579 là giảm tải. Bạn nào muốn làm thì làm, bạn nào không làm thì thôi, nhưng mà nên làm. Rồi, tí nữa thầy sẽ làm tiếp bài 4, 6, 8, 10 cho K2. Thì mình ráp lại là gần như là full. Được chưa? Rồi còn 5, 7, 9 thì chúng ta sẽ làm tiếp ở những buổi có thời gian.